Xin chào cô chú anh chị. Bây giờ thì mình sẽ đem đi giao hàng cho một chị bạn. Chị cũng ở bên Trung Quốc á. Rồi xong chị về chơi nè, mình đem qua bên kia mình giao cho chị. Tại vì ở sát bên nè, nên là chạy xe đi giao luôn. Chứ sẵn tiện á, mình mua khi một ít đồ để chuẩn bị ngày mai mình lên trên Sài Gòn để mình phẫu thuật rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi. Về dọc đường cô chú ghé đi mua tôm. Tôm 1 ký 150. Mình mua 3 ký. Bán dài dài theo đường này nhiều lắm. Tôm nó còn sống. Tôm tươi nó nhảy. Mua về hồi tối luộc ăn. Chẳng cho em 500 luôn đi. Tiền trả hết luôn là 3,5 ký không gửi. Cảm ơn. Máng lên đi ta. Giờ chạy về theo cái đường này. Về tới thị trấn Hàng Mau rồi đó cô chú. Từ nhà mình đi qua chị Thanh chạy xe là hơn 20 phút thôi à. Bên đây người ta bán trái cây nhóc chưa? Ở phía trước nó có bán dưa. Ê Tân, mình lại mua dưa Tân. Dưa trái đỏ ao luôn. 1 ký 15 ngàn. Xuống lựa đi Tân. Dạ. Lựa cho em trái nào héo cuốn á. Trời, héo cuốn cuốn tôi à. Dạ. Vậy vô đây trả cho em bé ăn nè. Dạ. Rồi bán cho. Ôi cảm ơn. Con ghen bé. Chú cắt ra chăng luôn nè. Đi cảm ơn chú. Cảm ơn miếng nè. Thôi được rồi. Con ghen hút cỡ. Dạ. Lấy cho em vài trái đi. Ở nhỏ trái mà chín luôn á. Cái chín đầu ao rồi cô chú. Chú ăn dưa cho chú. Mà xe vô không. Giỏi không. Rồi lấy em 3 trái đi. Con trái đi con. Dạ. 5 ký. Đi một xe dưa hấu đỏ ao ngọt không ta? Ngọt. Mời ăn nhiệt tình luôn. Dưa hạt không? Dạ dưa hạt có bự trái cô. Có hai loại, một loại không hạt, một loại có hạt. Không hạt thì trái nó bự hơn, còn có hạt thì trái nó nhỏ hơn. Cho em lần. Mắc vài bước, mắc ghé lên cô. Mình mua 4 trái của chú, 4 trái 3 ký. Trái nhỏ nhỏ mà nó chín. 4 trái 5 ký. Rồi 5 ký. Về gần tới nhà rồi cô chú.
mình đi vô Bách Hóa Xanh để mua một ít đồ dùng cá nhân ngày mai sách đem đi. Mua một bịch khăn giấy uống dành cho em bé nè, rồi khăn giấy khô, tăm bông, rồi họ mua sữa nữa. Con mua cái gì? Con mua đó là gì? Sữa chua. Sữa chua. Sữa chua. Sòi nãy cái chú nó cho ăn dưa hấu rồi chú. Ăn rồi nhiễu áo, dính áo rồi. Rồi bỏ vô đây nè, đi ra ngoài tính tiền. Rồi đi tính tiền. Về gần tới cô chú nhưng mà chạy ra đây á. Nó hồi rủ bà ngoại với rủ mấy gì lên ăn cháo vịt. Ở đây cha nhà nấu cháo vịt. Nhà ngoại thì ngay cầu Quảng Tấn luôn. Người ta đậu xe là người ta đổ lúa như đây quá trời luôn. Cái ghe mua lúa bự quá, không có vô được cây cầu. Cái ghe nào nhỏ nhỏ thì vô được. Còn ghe nào mà nó bự quá rồi đậu ngoài đây nè cô chú. Cái này nó ghe hết cái bự luôn. Đậu ngoài đó người ta lên lúa. Ơi nặng quá. Ngoài họ lên trên con cháu. Không đi vậy? Ngoài xuống cái khăn à. Khăn nhỏ thôi. Dạ cái nhỏ này thôi. Mà 20.000 5 cái. Tối bà ngoại ngủ đây. Có hình con sòi nhóc dân này coi chưa. Có hình sòi á. Rửa ra. Gì? Dạ. Con thích à. Hãy cắt mẹ không cắt. Ngoại, mà con đi cắt hàm rồi ngoại muốn nói gì không? Dạ, cố gắng cho nó mau khỏe đặng về cho nó đẹp như mấy bạn nhỉ. Trời hỏi lên nhà cho anh chút đi. Thôi con nhiều ngoại hả lên đi thôi, là sáng đi sớm á. Sáng đi cho thành công, đi 3 ngày về. Không cái nữa đi. Thôi đi 3 ngày là bà cóc nhớ đó. Đi đừng nhõng nhẽo nha con. Dạ đi trời. Dạ. Yeah. Dạ. Đi với ngoại đừng nhõng nhẽo với mẹ, đừng nhõng nhẽo cho mẹ khỏe nha con. Dạ đi. Nó tưởng nó không dắt nó đi vậy mày. Dắt đi. Rồi bye bye bà cóc, để mình đi về. Ừ. Cầm cái khăn, vậy nha. Ừ. Sáng mai con đi ra, 3 ngày nữa con sẽ về. Về cái bà ngoại đó, trời ơi, nhỏ nào nó đẹp chứ, nhìn hết da luôn bay ơi. Đẹp lắm, nhìn hết da. Nhìn là phúc hậu. Đóng cửa ra đi bà ngoại mở mắt lại. Mama, mời cháu chơi con rồi. Đi, cho bà ngoại mình nó đéo. Giờ đi về nhà cô chú ơi. Chị Năm. Chị Năm. Đi chở Năm cháu. Tôm này mua về cho mẹ hấp bia. Còn lại một ít nữa. Tại vì không có ai hết trơn á. Bà ngoại đi đám cưới rồi cậu hai mấy dượng cũng vậy, không ai lên hết trơn á, chỉ có dì Tư với dì Năm với nhà mình thôi, nên luộc có bao nhiêu đây à. Với lại còn thêm một nồi cháo vịt nữa, cha bữa nay á bắt nguyên một con vịt ú nu luôn, là ăn này với ăn cháo vịt gì là no rồi. Càng ít muối ớt chanh để chấm tôm, còn cháo vịt giỏ vịt đó thì ăn với nước mắm. Ở dưới đây có gỏi chuối cây, một thau cháo luôn. Vịt này nó nấu rất là ngon. Ở đây nè, em mua lột cho vịt con. Ở đây mẹ tôi lột cho. Đây là xin mời ông bà cô chú ăn cùng gia đình cái sống Trung Quốc nha. Mời cô chú anh chị ăn cháo, ăn tôm, cháo vịt. Cho vịt ở nhà cha nuôi. Ăn là ngày mai đưa tiễn đi phẫu thuật rồi nha.
Ăn đi anh. Ok. Tí chấm. Tí chấm đây là vô. Ăn đi. Nghĩ giới thiệu đó. Tên đây là. Anh giấy. Mắm. Vịt nữa chín nhát ngon. Hiện giờ thì đồ đạc mình cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi. Ngày mai sáng sớm 5 giờ thì mình sẽ đi ra cái chỗ tập trung á. Thì xe trung chuyển sẽ đưa mình lên trên cái nhà xe Phương Trang. Thì mình đi, mình hẹn với bệnh viện là 2 giờ chiều. Nhưng mà mình đi sớm vậy cô chú, để có thời gian chống nhá. Mình chuẩn bị, mình có thời gian mình nghỉ ngơi. Rồi mình muốn làm gì làm, thôi gấp quá rồi nó lụp chụp. Mới đầu thì tính dẫn cho bé Sòi đi cho bà ngoại với chủ Út đi theo giữ, mướn cái nhà nghỉ ở kế bên bệnh viện vậy đó. Thì còn mình ở trong bệnh viện, tới khi nào tới giờ thăm khám thì cho vô thăm. Nhưng mà bàn lại rồi mình thấy ôi như vậy thì hơi bất tiện, tại vì lên chển cũng không phải được ra vào thăm nuôi mà thường xuyên thì bé Sòi cũng đâu có được gặp mình nhiều đâu. Với lại mình cũng không có nói chuyện được với cô chú, nên là mình để ở nhà cho bà ngoại giữ. Dì Út á, dì Út sẽ đi với mình thì hai dì cháu đi thôi. Thì đi phẫu thuật thì cũng 3 ngày 2 đêm là về. Sợ lên chẩn rồi nó không có quay ngay, rồi nó khóc la nữa. Rồi mình ôm mẹ mình ở trên đó cũng không có làm gì được. Với lại mẹ cũng có làm nhẹ gì ở trên Sài Gòn đó cô chú. Nên là để ở nhà cho nó chơi với mấy chị nè. Rồi có mấy dì giữ tiếp nữa. Thì mình đi xong mình về. Thì tính như vậy đó cô chú. Thì mình đi theo á, mình coi mấy người ta đi phẫu thuật trước đó thì mình cũng có tìm hiểu là đi đem theo khăn giấy nè để lau chùi mấy cái máu mấy cái đồ ra nè, với tăm bông để mình chùi những mấy cái mà cái dịch á, dịch tại vì mình mới cắt cái thân xương ra thì máu với dịch rất là nhiều, đem chấm khăn giấy ướt nữa. Với lại mới phẫu thuật xong thì không có ăn được nên là mua sữa Ensure đem theo để uống. Thì chuẩn bị nhiêu đó đó cô chú, vài cái ly, cái khăn nữa. Thì đi lên chẩn ngày mai á, ngày mai là cái ngày thăm khám, rồi qua ngày kia nữa mới là phẫu thuật. Xong rồi lên đó bác sĩ á, dặn mình chuẩn bị thêm cái gì á thì mình sẽ mua thêm. Thì bây giờ mình chỉ chuẩn bị trước bao nhiêu đó thôi. Thì ngày mai cũng tới ngày đó cô chú. Ở trong lòng thì cũng vừa vui nhưng mà cũng vừa lo, không biết làm sao, có đau hay không. Thì ngày mai 5 giờ thì hai dì cháu sẽ đi. Thì mình đi lên tới chợ đó, mình quay tới đâu thì mình sẽ quay tới đó để mình chia sẻ. Tại vì mình biết có rất là nhiều bạn cũng gặp cái trường hợp cũng giống như mình, cũng muốn phẫu thuật nhưng mà sợ chưa có làm. Nên là lần này mình làm, mình sẽ quay lại cái hành trình của mình làm như thế nào á, để cho các bạn nào mà có cái trường hợp giống như mình, để có cái động lực để làm. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video sau. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn, vì trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và xem video của mình. Xin chào chú anh chị.